Thôi nhảy vô muốn tăng xem chứ không có lên cho người xem chết đúng không? Mà Long thấy đa số những người mà trader chắc chắn là sẽ bị tình trạng FOMO. Tại vì cái đó là cái thói quen. Đúng. Họ sẽ bị FOMO tại vì họ sợ fear missing out. Đúng. Mà dù họ có tham mốt thì hay cho đến mấy, họ đọc những cái short hay cho đến mấy. Jimmy rất vui khi thấy các bạn dành cái thời gian vào xem tâm sự cùng Jimmy mỗi thứ bảy 9 giờ tối hàng tuần Central Time. Mỗi tuần Jimmy sẽ chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm và những cảm xúc có thật trong thị trường mà Jimmy ít có khi nào mà tâm sự với bất cứ ai. Rất vui được chia sẻ những điều này với các bạn. Trong thời gian vừa qua mình trải nghiệm cái thị trường này như thế nào thì nói chung là mấy anh em mình tâm sự chung với nhau. Ngày hôm nay cũng là cuối tuần rồi, Long cứ muốn hỏi sau thì cứ hỏi đi. Làm sao mà mình có thể chỉnh sửa được cái vấn đề mà FOMO chị mình? Hôm nay có nhiều người Long thấy là họ FOMO rất nhiều, mà khi mà đồng tiền mà nó bắn lên một phát là họ sợ, không vô kịp sợ mất tiền chứ không gì nữa, muốn thắt tiền muốn đúng buộc rồi. Họ thua tiền đâu rồi, họ không biết lúc nào bán và lúc nào mua đúng rồi, đúng thời điểm đúng. Đầu tư là như vậy, tao mình không biết thời điểm nào tốt nhất để mua, thời điểm nào tốt nhất để bán, và tại sao mình nên bán nữa. Mình nhiều khi họ không biết họ lỡ đang mua đồng con gì luôn à, mà nhiều khi họ bán à. Họ bán và sau đó nó lên xong rồi nhảy vô luôn, cuối cùng chúng bậy là mất chơi mất kỳ là lẫn chài luôn đó. nhiều lắm không đúng. Phải nhiều lắm, và rất là nhiều anh chị mình nói gì bản thân của mình trước đây cũng như vậy thôi, chính xác. Và nó nhảy như là con đom kỳ ấy, nhảy đủ thứ chỗ hết. Tham cái này, tham cái kia, nhảy đủ thứ, cuối cùng trở thành tham lam luôn. Đúng. Thì làm sao mà Jimmy giải quyết được vấn đề FOMO? Jimmy cũng thấy rất là nhiều người cũng bị trong cái thị trường này. Hầu như mấy người mà mới biết chơi, nhiều lắm. Thực sự ra đó, để giải quyết cái vấn đề đó đó, nó phải đến được từ cái kỹ năng. Phải bỏ thời gian để tìm hiểu thị trường thôi. Nó không có shortcut. Tại khi mà Long hiểu được á, là tại sao cái đồng cô đó nó bay à, ok, và mình hiểu được tại sao cái new đó nó ra để làm mục đích để làm gì, và mình hiểu được tại sao thị trường này nó đang bị control như thế nào bởi ai, thì thực sự ra đó cái hiệu ứng FOMO mà nó sẽ giảm đi. Chứ mình không nói là mình sẽ không FOMO đi nha, FOMO rất là khó để điều chỉnh, nhưng mà nó sẽ giảm đi. Chứ mình đưa một cái điển hình cụ thể, thí dụ như là Dogecoin mới đây chỉ có 2 tuần thôi, Long thấy Dogecoin từ 5 cent lên 6 cent, sau đó nó bắn lên 8 cent, người bình thường họ có FOMO không? FOMO sẽ... Thôi nhảy vô muốn tăng cent nhưng mà không lên trên 10 cent chết đúng không? Mà Long thấy đa số những người mà trader chắc chắn là sẽ bị tình trạng FOMO. Tại vì cái đó là cái thói quen. Đúng. Họ sẽ bị FOMO tại vì họ sợ fear missing out. Đúng. Mà dù họ có tham mốt thì hay cho đến mấy, họ đọc những cái short hay cho đến mấy, họ không thể nào phỏng đoán và tham mốt được, bị control hết rồi. Đúng, nó muốn lên là lên, muốn xuống là xuống, nhất là cái thị trường crypto này. Mà giờ bây giờ Long á coi giống như là mình có thể là analyze product đang chuẩn bị launch, World Cup chuẩn bị sắp tới, đồng Coinbase sẽ bay, tất cả mọi thứ có thể phỏng đoán đúng hết, cho đúng hết luôn á. Long có 3 đầu 6 tay đúng hết luôn, 9 lần đúng luôn, một lần cuối cùng mà sai mất hết tiền. Đúng. Các bạn chị để đi, tại sao có nhiều đồng tiền rất là tốt luôn mà tính một ngày trời đẹp bắn cái đùng cái lên đúng, và sau đó một ngày mai trời đẹp rớt xuống, rớt đùng lên rớt xuống, không biết lý do gì cả, control quá gọn gàng. Long thấy bây giờ cái đồng tiền điển hình cụ thể là công ty FTX vừa mới bankruptcy. Long có để ý không, cái đồng coin đó chưa bao giờ rớt xuống khoảng chừng 20 đô trong năm vừa qua. Long đồng ý không, nó 22 đô đúng không, người có thể để ý nè, nó bị control như thế nào. 22 đô rớt xuống 20 đô và sau đó rớt xuống 14 đô, phải dễ ăn quá đúng không, mình mua một cái cây long đúng không, Long là mua lên đi lên á. Thì bây giờ Long thấy gọn gàng là cái thằng mà nó mua lên hay là thằng nó mua xuống, thì Long thấy nè, thị trường bị control, nó bắn một cây lên cái 18 đô, cái thằng mà mua long á là mua lên nó thắng nhưng mà nó chưa có khác à, mà cái thằng mà mua đi xuống á thì chết, nó bắn cây lên cái là thẳng luôn, sau đó chưa đầy khoảng chừng 5-10 phút nó bắn một cây xuống dưới còn có 3 bộ cổ đồ thôi, bây giờ thằng nào cũng cháy hết. Cái hành động đó là như thế nào, không phải một mình nhưng mà rất là nhiều coin luôn, quá nhiều coin, từ Bitcoin cho đến Ethereum control hết hiện tại bây giờ, thì làm sao mà Long là trader thắng được. Cho nên nói khi mà đầu tư mà vào cái phương diện mà khi mà mình set up cái mindset mình về vấn đề trade khó thắng lắm, là mình đang chơi cái tuổi cá rồi. Thì bây giờ từ khi nào Long thắng, mà Long có 1.000 tỷ không?
chắc không có. Long có trăm tỷ không? Đủ không có. Thì mấy con cá voi nó có cả ngàn tỷ, cả trăm tỷ. Ừ. Thì bây giờ mình giống như là chứng đổi đá vậy. Mà nó có nhiều người bắt nó nữa chứ không phải là một mình nó chơi. Thì bây giờ cá voi. Bây giờ Long lấy biết bao nhiêu cái trứng, Long trộn vô cái đá coi có bể không? Bể chắc. Bể chắc nát luôn. Thì đó là những người trader hiện tại như bây giờ. Và chính bản thân của mình trước đây mình không thấy được cái điều này, mình phải trải nghiệm. Và đó là tại sao chị nói là phải luôn có người sư phụ, phải trải nghiệm rồi thì sẽ biết, đúng không? Chưa tính là vấn đề là tụi nó thấy được tài khoản của mình đó. Cái đó mình nói sâu sắc hơn. Nói chung là cái đó là chị mình không dám nói ra, tại vì thị trường nó control kinh khủng lắm. Nói chung là nãy Long vừa bật mấy chút, nhưng mà có nhiều cái điều chị mình không thể nào nói được, nhưng mà nó control quá kinh khủng từ trong ra ngoài luôn. Ok, thì chị mình có thể tóm gọn lại cái vấn đề FOMO. Bây giờ cũng có nhiều người họ đang bị FOMO, thì bây giờ chị mình để giúp cho họ bớt cái FOMO lại thì Jimmy sẽ chia sẻ như thế nào để giúp họ bớt FOMO. Chỉ có hai chìa khóa thôi. Thứ nhất là mình phải có được cái kỹ năng sắc bén, biết gõ được thị trường này nó bị control ra sao, và trong thời gian sắp tới thị trường sẽ đi về đâu, và đừng bao giờ tin những cái news. Tại vì mấy cái giò, mấy cái mật á, nó mua hết mấy cái news luôn à. Jimmy nói thật sự, nó chính là cái fact. Nó mua hết cái news. Bây giờ Long cứ mường tượng đi, giả sử nha, ví dụ Long là một cái người du thu thôi. Chỉ để nói ví dụ thôi, mà Long không có cái tâm. Bây giờ giả sử ngày hôm nay Long mua một cái đồng côn hiện tại vừa mới mua xong, ví dụ giả sử như là Solana đi ha, ok. Và khi mà Long vừa mới mua xong và Long muốn cái đồng côn nó đi lên, thì có phải là Long quay một cái video sau khi Long mua đúng không, xong rồi Long nói về cái phần Solana, Long nói được tả luôn, thì Long kêu gọi những người đó đẩy đồng côn lên. Chỉ mình nói giả sử thôi, đúng không Long? Đúng. Và ví dụ như là Long muốn cái đồng côn đó mà nó đi xuống đó, thì Long sẽ mua cái đồng côn nó giả sử như là sốt, nhưng mà Long không dám nói về cái đồng côn nó hiện tại ngay bây giờ. Giả sử thì hiện tại ngay bây giờ trong cái thị trường này, chứ mày nói là những cái người YouTuber, những người TikTok họ đã làm những cái điều này rồi, huống chi những cái con cá to lớn, cá voi. Thí dụ như là họ đợi cái thị trường ngay bây giờ nó gớt xuống kinh khủng, Bitcoin 15.000, 16.000, họ có thể mua vô một số lượng rất là nhiều từ Bitcoin, từ những đồng top côn. Và sau đó họ làm điều gì? Họ sẽ đưa ra những cái thông tin rất là tốt, là thu đồng môn, xong rồi công ty này partner với công ty này tùm lum la, để nó đẩy những cái đồng côn lên. Là ai cũng FOMO nhảy vô, mua World Cup, mua AUGO, mua tùm la hết tất cả mọi thứ. Họ FOMO tại họ sợ missing out, đúng không? Thu đồng môn. Nhưng mà trên thực tế, những cái do làm điều gì? Lúc đó nó sẽ thảy một cái bát new ra. Và nó... Nhưng mà bán rồi. Đúng rồi, trước kia nó bán chậm mà nó bán rồi. Nó bán xong nó thảy bát new ra. Không hiểu nó không? Thì thực sự ra mấy người YouTuber rất là nhiều người họ cũng làm như vậy, để cái đồng côn lên cái nó bán đi, xong bắt đầu nó nói những cái bát niêm giả sử như vậy. Thì đó là cái what happened trong thị trường hiện tại ngay bây giờ. Cho nên khi mình hiểu được cái điều đó đó, là mình không có FOMO. Cái chìa khóa số 2 đó là mình hãy kỷ luật, đừng trở thành những cái người trader để tìm những cái đồng côn mà tiềm năng, và có một cái long term mindset, suy nghĩ như là kinh doanh một cái business lâu dài. Long kinh doanh một cái business mà Long chăm vốn cho cái business, thì Long có expect cái business của Long á là thành công trong 1 tháng 2 tháng hay không? Không. Mình phải bỏ nhiều thời gian của mình sẽ expect là business nó cần có 5 cho đến 10 năm để hình thành, đúng không? Thì không FOMO cũng như vậy, tìm đồng côn tiềm năng và sau đó bỏ đầu tư xong để đó. Thì có khi nào mà mình bán đi là mình thấy cái đồng côn nó FOMO quá dữ đi, thì lúc đó mình bán đi thôi. Đúng, đúng. Sau đó mình mua lại đúng cái giá. Đó là chìa khóa. Nói chung là nếu mà quý anh chị mà muốn tìm hiểu sâu hơn để làm sao mà đầu tư thông minh, hoặc là tìm những đồng côn nào mà tiềm năng, mà quan trọng nhất ấy, là tồn tại trong 10 năm sắp tới. Khi mà chị mình nói 10 năm, tại 5 năm ấy, thực sự nó trôi qua rất là nhanh. Chắc cái mắt qua cái 5 năm rồi, đúng không? Nhưng mà 10 năm, tại vì sao? Những cái đồng côn đó nó cần cái thời gian để tích lũy. Long thấy là những công ty mà tồn tại hơn 10 năm, như là Coca-Cola, như là... Nhiều khi những cái công ty đó 10 năm chưa chắc mà nó thành công nữa, nó phải take time. Mà nó thành công chắc là nó bắn lên liền. Thì chắc chắn, thì bây giờ nếu Long mượn tượng, ai mà thực sự chỉ cần nó dollar cost averaging vô Amazon một thời gian vừa qua, thì Long thấy là Amazon nó phải cần có gần như là 20 năm, và cách 5 năm nó lên, xong nó gớt xuống 50%, 70%, và nó lên lại, nó gớt xuống 50%, 70%, thì thời điểm đó tại sao nó gớt như vậy Long? Tại vì người ta chưa thấy được giá trị của Amazon. Tesla cũng như vậy, Apple cũng như vậy. Ngày hôm nay tất cả những cái gì Long thấy và các bạn thấy đó, đồng côn Bitcoin nó đi lên và nó gớt xuống 50%, 70%, đồng côn Solana cũng như vậy, đồng côn Dogecoin cũng như vậy. Đó là những cái hiện tượng tạm thời, tại vì người ta chưa thấy được giá trị thực sự của nó.
khi nào mà Dogecoin đó mà người ta dùng thường xuyên và những cái đồng coin top coin người ta dùng thường xuyên mà người dân thấy được giá trị của nó, thì lúc đó cái giá nó không còn như vậy nữa. Cái quan trọng hiện tại ngay bây giờ, nếu anh chị muốn đầu tư mà long term mà tìm những đồng coin, và quan trọng hơn nữa đó là thiết lập những cái kỷ luật, cái sự tập trung, thì hãy coi cái đường link ở dưới để đặt lịch hẹn với Jimmy cũng như là Long để tìm sự hiểu sâu hơn. Cái này dành cho những ai thực sự quan tâm và đam mê về vấn đề đầu tư mà thôi. Ok, rồi hãy tìm cái đường link ở dưới và đặt lịch hẹn. Ok, và Jimmy chúc cho mọi người đầu tư thông minh.